chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một video với chủ đề là make up với những sản phẩm dưới 200.000. Thì mọi người hãy nhớ xem hết video để biết đâu đó mọi người sẽ tìm thấy được những sản phẩm make up giá rẻ và phù hợp với túi tiền của mình. Có thể là mọi người sẽ thích nó nữa. Nhớ xem hết nha. Đầu tiên là kem nền Fit Me. Thì em này hồi đó mình mua ở trên Tiki, có đợt giảm giá và còn 155.000. Bạn này có mùi thơm lắm nha. Tiếp theo là dùng nước cho kem nền. Giờ này thì mình chịu khó dưỡng cái mặt hơn, cho nên là lúc mà lượng kem nền thì cái mặt nó lại sáng hơn cái cổ. Xuống phần cổ nữa, các bạn cũng vậy, các bạn đừng quên đá xuống phần cổ để nhìn nó bị lật tông hẳn hơn ấy. Như mình ở trong cái clip make up trang điểm bị các bạn công lên quá chừng. Tiếp theo là concealer Maybelline Fit Me. Thì em này mình mua ở Guardian với giá là 155.000. Xài bạn này thì cũng khá là gọn nhẹ và che khuyết điểm cũng khá tốt, mặt nó không bị quá nặng. Thực ra thì nó không bị nặng luôn. Nhưng mà gọi là những cái sản phẩm này nó có dưỡng ẩm, cho nên là khi mà nó sử dụng lên da mình thì nó dễ bị đổ dầu. Tức là lúc mà xài thì vẫn rất là hợp, chỉ là xài để mình để xong khi mà đi thực hiện make up bài đi thì nó sẽ bị đổ dầu ra. Tiếp theo là phấn phủ của Innisfree. Thì hồi đó mình cũng mua em này lâu lắm rồi. Mình nhớ là hồi đó mình mua với giá 120.000. Em này thì kiềm dầu cũng khá tốt, và kiểu lúc mà mình đánh lên mặt đó, nó sẽ nhẹ và nó không bị dày. Em nó là kiểu dạng bột, nên nếu mà các bạn sợ mà bị dày, kiểu mà nó là phấn, thường bình thường các bạn đánh phấn nén thì nó sẽ bị dày lên. Thì nếu mà các bạn phủ bằng em này thì nó sẽ không có độ che phủ, nhưng mà nó sẽ rất là nặng, nhẹ mặt, và nó sẽ kìm dầu rất tốt. Đánh lên một cái là những cái điểm mà gồ lên nó hết bóng liền. Các bạn muốn kỹ thì cứ dặm thì kỹ lên. Tiếp theo là bút kẻ chân mày. Và mình mua em này với giá là 76.000, mua ở trên Tiki. Đây là phần mình mong đợi nhất. Đây là bộ cỡ mắt của Be Beautiful mà mình vừa mua được trong Guardian với 6 cây cọ. Và mình mua bộ này với giá giảm giá là 100
80 mấy ngàn đó, mình sẽ coi lại giá là mình sẽ để giá bên dưới nha. Các bạn có thể bỏ ra, xong cái nắp mình có thể bẻ xuống đó, và mình đặt nó lên trên bàn rất là tiện lợi. Hôm nay mình sẽ sử dụng bản Momac Love Squid. Một bản này hồi đó mình mua với giá là 150 ngàn. Toàn là những màu đẹp thôi và nó cũng rẻ nữa. Hôm nay mình sẽ đáp thử cho mọi người coi nha. Tiếp theo mình sẽ đi cái phần mí mắt, phần eyeliner bằng một cái màu nâu nhạt. Bây giờ mình sẽ tận dụng cái màu nâu này để mình vẽ sống mũi nha.
vì đây là video chỉ sử dụng những sản phẩm dưới 200 ngàn thôi, cho nên là mình sẽ tận dụng luôn cái phần màu xám này để mình đánh highlight nha. Tiếp theo là đánh son, thì hôm nay mình có cây son trong bản The Power Matte của Maybelline màu Touch of Nude. Và cây này mình mua với giá là 175 hay 178 ngàn gì đó. Ta-da! Xong rồi đây, thì mọi người thấy video hôm nay như thế nào? Mình hy vọng là video hôm nay của mình sẽ giúp ích được cho tất cả mọi người về cả cách make up, và hy vọng là mọi người sẽ nhìn thấy được những cái sản phẩm vừa rẻ vừa hợp túi tiền của mình. Và nếu như mọi người thấy video này hữu ích thì hãy nhớ bấm like, share và subscribe cho mình nha, và bấm chuông ở bên dưới nữa. Bây giờ thì chào tạm biệt.